em đã về quần ủng các bác ạ. Và đây là mẫu quần ủng các bác đang chờ đợi rất chi là lâu. Quần ủng hôm nay thì em sẽ đưa tới các bác đủ size, đủ số trong cái mùa mưa này. Một cái quần ủng mà chắc chắn trong mọi công việc các bác sẽ cần. Đây là mẫu đặc biệt nhất của đơn vị em nhé. Mẫu riêng, kích thước riêng để phù hợp đối với tất cả các bác nữ hoặc là các bác nam đang quan tâm tới dòng quần ủng cao cấp. Quần ủng này thì về phần cạp sẽ được may có lỗ thoáng để các bác mặc làm sao cho nó dễ chịu cả ngày này. Còn về phần ép nhiệt bên ngoài đó là cao su, bên trong nó là tráng vải, gọi là cái quần ép nhiệt các bác nhé. Quần ép nhiệt hai lớp thì nó phải như thế này thì mới gọi là quần ép nhiệt hai lớp này các bác này. Bên trong là vải, bên ngoài là cao su, chất liệu cao su mềm mại, siêu mềm mại luôn. Còn về phần cạp thì sẽ có dây rút để cho các bác nhà mình thít vào bụng nhá. Đấy, với những chiếc quần ủng như thế này thì hôm nay em sẽ có size từ 37 cho tới 43. Chiếc quần ủng này thì về phần đáy của nó này, về phần chân. Phần chân của nó thì em sẽ là cao su lon. Sẽ có một chút đế như thế này để các bác nhà mình đeo cho nó mềm, cho nó bền. Đấy, và với phần đáy cao su này thì nó là dòng cao su siêu mềm, giúp các bác nhà mình đeo cả ngày không mỏi chân luôn nhá. Em xem cái size này là size bao nhiêu nào. Size này là size 42. Đấy, size 42 thì dành cho bác tầm độ 60kg mặc vừa. Đấy, bác nào mà nhỏ hơn thì sử dụng 37 thôi nhá. Ví dụ như bác nữ thì sử dụng 37 thôi. Đấy, và đây là mẫu quần ủng đặc biệt nhất. Còn với những mẫu phổ thông thì hiện tại em vẫn đang kinh doanh đầy đủ. Bác nào xem ở những cái video trước thì các bác muốn mua ủng tới đùi này, ủng tới gối này, và ủng cao cấp là bộ ủng yếm. Em sẽ bỏ bộ ủng yếm này đưa lên để cho các bác thì mình xem bộ cao cấp nhất đây nhá. Về cái quần ủng yếm này thì đây cũng là cái quần ủng hai lớp. Quần ủng này là quần ủng hai lớp, bên trong là vải, bên ngoài là tráng cao su. Đây các bác này, bên trong là vải, quần hai lớp. Riêng cái quần này thì sẽ rất phù hợp đối với các bác nhà mình làm ao hồ, làm vườn. Các bác nhà mình làm công nhân, nhất là các bác làm đá, làm về nước đấy. Thì với mẫu quần ủng này thì các bác nhà mình sẽ mặc tới ngực luôn nhá. Được rồi, chị cho làm nó cho em. Đấy. Đây các bác này. Nó sẽ có dây đai rất chi là tốt luôn, chắc chắn. Đấy, và em sẽ báo giá từng đôi một để các bác nào mà đang xem video sẽ nắm bắt được đây. Về đôi ủng tới đùi này, đây là một dòng quần ủng phù hợp đối với bác nữ, bác nam mà đi làm nông dân, đi làm ruộng này. Đấy, đi làm ao hồ mà cần một cái ủng mà đeo tới đùi thì sẽ đeo tới phần đùi và có dây rút như này. Báo giá luôn tới các bác là em đang đưa tới các bác là 100 ngàn đồng một đôi. Các bác thì mình mua mấy đôi cũng được nhá. Và em cũng nói luôn là đôi này là em chưa bao ship được. Đấy, 100 nghìn một đôi, và đây là số 37, là số nhỏ nhất dành cho bác nữ ạ. Còn về đôi ủng dàn di, em sẽ báo từ những cái mẫu giá thấp nhất để cho các bác nhà mình được biết nhé. Đôi ủng dàn di này nó như thế nào? Đôi ủng dàn di này nhà em nó sẽ có sự khác biệt đấy các bác ạ, chứ nó không như những cái ủng bình thường đâu. Ủng này nhà em là ủng liền, đế kép liền này các bác này. Về cái phần thân của nó thì siêu mềm dẻo luôn, đế kép mềm. Đấy, và đây là một đôi ủng cũng sẽ đủ size, đủ số từ 38 cho tới 43. Cũng báo giá luôn tới các bác là 100 ngàn đồng cho một đôi, đế kép liền. Bác nào mà đi bẫy đêm, đi đánh cò, đánh vạc, đánh chim ấy, thì ông sẽ rất cần đối với những đôi ủng như này. Còn về cái quần ủng dàn di, đây là mẫu phổ thông mà em đã đưa tới các bác nhiều vô cùng, từ bao nhiêu năm rồi đến bây giờ. Cái ủng này thì em đang đưa tới các bác là cái loại cao su lon đấy các bác nhé. Cái này các bác nhà mình khi sử dụng ấy thì mình sẽ bảo quản giữ gìn, đừng để nó quạc và đinh gai. Cái nào cũng thế thôi. Cái này nhà em cũng đã dùng đến 3-4 năm rồi cũng chưa thể nào rách được nếu như các bác không quạc và đinh nhá. Đây ạ, siêu bền luôn. Và với cái phần đế của nó này, đây là phần đế. Phần đế của nó sẽ có đủ size, đủ số, và em sẽ có một chút đế như thế này để các bác nhà mình đeo làm sao cho nó phù hợp nhất. Thì con báo giá tới các bác là cái quần dàn di này là 250. Còn về cái quần cao cấp hai lớp này là một cái mẫu mà em đặt riêng cho bên em. Các bác chỉ tìm thuê bên em mới có cái màu này thôi. Cũng có chỗ khác có những cái màu khác, nhưng mà cái màu nó không bao giờ dày và dặn bằng cái quần này của em. Và nó cũng không có cái chế độ mềm dẻo như cái quần em đưa tới các bác như này. Các bác cứ nhận hàng, bỏ ra kiểm tra hàng thực tế, sau đó các bác nhận hàng cho em nhé. Sẽ có size từ 37 cho tới 43. Đấy, và giá của nó ngày hôm nay là em đang đưa tới các bác là 330.000 trên một quần, miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn. Đấy ạ, đây các bác nha. Đấy, và với về phần quần ủng dàn di, đôi ủng yếm này, quần ủng yếm này nó là mẫu quần cao cấp hàng đặt nhé, là em đang đưa tới các bác là 500.000 đồng trên một quần, miễn phí ship
tới tận nhà. Đấy. Và các bác nhà mình mà xem được video này mà đang quan tâm tới mẫu quần ủng nào trong cái mùa mưa này, hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em nhé, qua đầu số điện thoại em ghim trên màn hình video. Và nhớ cho em xin một like, nhấn vào chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh của em để theo dõi hàng nghìn những sản phẩm khác nhau. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.